có giây phút đi vào lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử. Và điều kỳ diệu ấy đã xảy ra, đó chính là tinh thần chiến đấu kiên cường bất khuất của nữ du kích Hoàng Ngân và đã ghi được những chiến công vang dội một thời. Chiến tranh đã lùi xa, những cô gái tuổi đôi mươi năm xưa giờ đều đã ở cái tuổi xưa nay hiếm. Thế nhưng, những ký ức hào hùng về một thời đòn gánh đánh Tây thì vẫn còn vẹn nguyên. Những tháng ngày kiên cường đấu tranh cách mạng khi tham gia đội nữ du kích Hoàng Ngân chính là một phần không thể nào quên trong ký ức của bà Trương Thị Tám ở xã Đông Kết, huyện Khoai Châu. Ngày ấy chỉ là cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, chân yếu, tay mềm, thế nhưng bà lại là nữ chỉ huy gan tạ, mưu trí. Chỉ từ năm 1951 đến năm 1954, nữ du kích Hoàng Ngân Trương Thị Tám đã trực tiếp tham gia chiến đấu nhiều trận đánh lớn nhỏ, trong đó trận đánh Hóa Trang diệt bọn lính gác ở Bốt Phương Chủ do bà trực tiếp chỉ huy là đáng nhớ nhất. Trận ấy là cho 8 chị em đi. Mọi khi tôi đi ấy, thì nó chỉ có 3 người cho đến 5 người nó đi gác thôi. Nhưng mà hôm ấy nó xuống đến mấy chục người ấy. Mình phải nắm được cái yếu điểm của nó. Một là nó cũng chưa cho đạn vào súng. Hai là nó còn tán tỉnh với mình. Thế cho nên dựa cái thời cơ đó là có thể đánh được. Bắt đầu hô xung phong, chị em đánh chết hẳn mất thả. Hai thằng nó bị thương. Mình cướp được hộp đạn của nó và một cái radio của nó và một khẩu súng. Thì bắt đầu nó hô rằng là Việt Minh đông quá chạy. Nó chạy về Bốt Phương Chủ thì là bắt đầu nó bắt móc chê xuống là mình phải rút quân. Với những thành tích xuất sắc, bà Trương Thị Tám đã 3 lần được bầu chọn đại diện cho nữ du kích Hoàng Ngân tham dự lễ duyệt binh tại Hà Nội và được phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cũng chính hình ảnh chiến đấu mưu trí dũng cảm của bà Trương Thị Tám với đòn gánh đánh Tây đã trở thành nguyên mẫu sáng tác trong bài thơ Gái bãi dậy sông Hồng của nhà thơ Huy Cẩn. Đơn giản có gì đâu, con gái vùng du kích, tuổi bẻ gãy sừng trâu, đòn gánh dồn đánh địch, con bà Trưng bà Triệu, gái bãi dậy sông Hồng, chăm chỉ nghìn chị Tám, vai đảm gánh non sông. Chiến đấu với nhau rồi làm hầm làm hố với nhau. Bây giờ người bị bắt nó tra tấn như thế, lúc nào cũng đau thương. Một ông như thế là bị nó đốt rúm hết cả lại. Chứng kiến cái cảnh ấy thì có nghĩa là căm thù lắm. Căm thù chưa từng thấy, nếu giặc đến chỉ có bắn chết, không có tha. Đó là hồi ức đau thương nhưng đã bừng lên thành sức mạnh thúc giục nữ du kích Hoàng Ngân Đặng Thị Thập, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, người đã vinh dự được tham gia lễ duyệt binh ở thủ đô Hà Nội và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp cùng đồng đội của mình, thêm ý chí kiên cường, quyết tâm giết giặc. Khi ấy, nhiệt huyết tuổi trẻ đã thu hút cô gái tuổi 16 xung phong tham gia đội nữ du kích Hoàng Ngân với nhiệm vụ liên lạc, y tá và trực tiếp tham gia trận chống càn Phan Tống Xá. Tinh thần lúc bấy giờ hùng mạnh lắm, không có sợ sệt gì. Khi địch nó đến thì chúng tôi trực tiếp bắn địch. Nó tấn công mình thì mình ở cái lũy đây thì mình chui vào cái hầm trong này. Cho nên lúc bấy giờ quân du kích không có ai làm sao cả. Nó có cái tài là như thế. Đây chỉ là hai trong hàng nghìn nữ du kích Hoàng Ngân của tỉnh Hưng Yên. Những mảnh ký ức năm xưa của bà Tám, bà Thập đã phần nào làm sống lại một thời chiến đấu máu lửa của phụ nữ Hưng Yên. Yếu đuối, mảnh mai là thế, nhưng khi đánh giặc, nữ du kích Hoàng Ngân lại dũng cảm mưu trí không kém nam giới. Giữ vai trò quan trọng trong thế trận chiến tranh nhân dân, đội nữ du kích Hoàng Ngân cùng quân dân trong tỉnh đánh hơn 1.000 trận, lập chiến công lẫy lừng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Và cũng có hàng trăm nữ du kích đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tiêu biểu là anh hùng Bùi Thị Cúc, Trần Thị Tý, Vũ Thị Kính, tức Trần Thị Khang. Phong trào nữ du kích Hoàng Ngân là một cái phong trào kháng chiến rất là mạnh mẽ ở tỉnh Hưng Yên. Một phong trào phụ nữ mà đã đánh địch giỏi kết hợp với làm công tác địch thật tốt, rất dũng cảm trong chiến đấu và rất tài tình trong xử lý các tình huống. Vừa hiền vừa dịu lại vừa tươi mà lúc xung pha mạnh tuyệt vời.
đánh giặc lo nhà, xây dựng nước, đảm đang lừng lẫy khắp phương trời. Đó chính là bốn câu thơ đã được đồng chí Nguyễn Thị Thập, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đọc tặng đội nữ du kích Hoàng Ngân của tỉnh Hưng Yên. Và để ghi nhận những đóng góp trong phong trào cách mạng, thì tháng 4 năm 2001, đội nữ du kích Hoàng Ngân của tỉnh đã được phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây chính là phần thưởng cao quý của các thế hệ phụ nữ Hưng Yên và của nhân dân tỉnh nhà. Ký ức về những năm tháng trận mạc của nữ du kích Hoàng Ngân sẽ mãi là niềm tự hào của các thế hệ hôm nay và mai sau.